để làm ra được một cái thumbnail hấp dẫn giúp tăng tới lượt click vào video thì nó không đơn giản chỉ là mình sử dụng một cái hình ảnh bỏ vào phần mềm Canva hay là Photoshop rồi bắt đầu ép vào bằng vài dòng chữ hay là hiệu ứng thì đã xong cái thumbnail. Đó là bước kỹ thuật và là cái bước cuối cùng trong quá trình làm thumbnail thôi. Và phần quan trọng nhất mà mình thấy ít ai chia sẻ đó là phần chiến thuật, làm thế nào để mình ra ý tưởng cho cái thumbnail hoàn chỉnh. Nếu các bạn đã xem một vài video trên kênh của mình thì cũng đã biết về cách mình làm nội dung trên kênh của mình như thế nào rồi. Khi mình nói về một chủ đề nào đó thì mình sẽ thường làm hai phần. Thứ nhất là mình sẽ nói về phần chiến thuật, thứ hai mình sẽ nói về phần kỹ thuật. Khi mình có được cái nền tảng kiến thức rồi thì sau đó mình có thể là tự do sáng tạo cho thumbnail của mình thì dễ dàng hơn. Thì video này là video phần 1 về phần kỹ thuật nha. Các bạn lướt trên YouTube thường xuyên và bắt đầu tìm hiểu về YouTube á thì các bạn sẽ để ý là những chủ đề về giải trí sẽ có phong cách, cái vibe, là cái style làm thumbnail khác với những chủ đề làm giáo dục, làm hướng dẫn, đúng không? Đó là khác nhau về concept làm thumbnail. Và đầu tiên mình sẽ nói về concept làm thumbnail trong mảng giáo dục vì đây là cái mảng mình có nhiều kinh nghiệm nhất, bao gồm những cái video hướng dẫn, chia sẻ, thông tin giống như kênh của mình để cung cấp kiến thức cho khán giả thì mình sẽ gọi chung về trong mảng giáo dục nha. Dù bạn làm về trong lĩnh vực nào, về chủ đề nào thì đầu tiên các bạn phải trả lời được khán giả của bạn là ai, xác định khán giả mục tiêu của mình trước đi đã. Nếu các bạn chưa biết xác định khán giả của mình là ai thì các bạn có thể xem lại video này mình đã có nói rồi. Sau đó mình phải xác định được mong muốn của họ là gì. Đó là cái mấu chốt, cái chìa khóa thành công cho cái thumbnail. Ví dụ như là sau khi mình xác định được cái mong muốn của khán giả của mình rồi, đúng không? Mình lấy cái mong muốn đó, cái khát khao đó, mình thể hiện trên thumbnail. Đó là cái concept trong mảng giáo dục, là cho khán giả thấy được cái kết quả mà họ đang mong muốn có được. Ví dụ như thumbnail này là mình làm chủ đề về SEO. Mình đã xác định được khán giả của mình rồi, những bạn mà đang học làm YouTube. Thứ hai, mong muốn của các bạn khi mà học về SEO đó là gì? Mình muốn được lên top của YouTube và mình muốn được tăng view. Thì đó là lý do tại sao mà mình làm cái thumbnail của mình. Tất nhiên là có hình mình và các bạn để ý là mình đã highlight được cái video của mình được nằm ở trên top tìm kiếm. Là cái thứ nhất, cái mong muốn của bạn là được lên top. Yếu tố thứ hai là mình muốn add vào đó là mình để con số là 55.000 được view với mũi tên màu xanh đi lên. Có nghĩa là cái số view này đang tăng dần. Khi mà mình học làm SEO mà mình được lên top và mình được cái số view trên 55.000 view. Đó như những kênh nhỏ. Đó là cái mong muốn mà những bạn kênh nhỏ, những bạn mới làm YouTube muốn đạt được. Khi mình thấu hiểu được mong muốn đó nên mình đã làm cái thumbnail như thế này, đánh vào cái nhu cầu tâm lý của các bạn là các bạn muốn làm SEO để được lên top tìm kiếm, muốn được tăng view. Và kết quả được cái thumbnail là cái thumbnail thành công nhất trên kênh của mình với tỷ lệ click to rate lên 5.3%. Và theo mình tìm hiểu thống kê á thì tỷ lệ click to rate sẽ dao động từ 2% đến 10%. Nhưng mà đối với kênh của mình thấy là tỷ lệ click to rate là thường dao động phổ biến là 4% đến 4.5%. Còn video này là video mình làm thumbnail tốt nhất là trên 5.3%. Đó là video này mình mới cải tiến lại so với những video trước đó. Và những video sắp tới thì mình sẽ làm theo cách này. Mình sẽ xác định được cái nhu cầu mà muốn khán giả. Sau đó mình sẽ làm thumbnail theo cái nhu cầu đó. Thì đó sẽ giúp được mình tăng tỷ lệ click to rate. Khi mà tỷ lệ click to rate tăng á, đồng nghĩa với việc là view mình sẽ tăng lên, đúng không? Tiếp theo mình sẽ cho một số ví dụ những cái kênh khác không phải là kênh của mình. Về trong mảng kiếm tiền online đi. Hai kênh mà mình có theo dõi và mình thấy là làm rất tốt về việc thiết kế thumbnail đó là kênh của Kevin March và của Trương Phương. Nếu các bạn đang làm freelancer hay là muốn làm freelancer, muốn làm việc tự do thì mong muốn các bạn là gì? Công việc nào có thể làm online và công việc đó kiếm được bao nhiêu tiền, thu nhập hàng tháng bao nhiêu tiền và nền tảng nào mình có thể kiếm được online, kiếm được khách hàng, đúng không? Đó là những mong muốn phổ biến của những bạn làm freelancer hay là mong muốn làm freelancer. Thì mà hiểu được khán giả của mình muốn gì, hiểu được những bạn freelancer này muốn cái gì thì thường những video về dạng kiếm tiền online, thu nhập, thụ động thì trên thumbnail lúc nào cũng thể hiện là số tiền giao dịch nè, thu nhập bao nhiêu một tháng, kiếm việc ở đâu, vân vân vào những cái nhu cầu mà khán giả đang tìm kiếm thì lúc nào cũng được thể hiện trên thumbnail hết. Đó là lý do tại sao mình nói các bạn là hiểu khán giả là cái việc đầu tiên và quan trọng khi bắt đầu làm YouTube. Khi mình hiểu được khán giả thì cái việc mà mình lên kịch bản nội dung nè, mình làm thumbnail hay là tiêu đề luôn bám sát và đánh đúng vào khán giả của mình. Khi các bạn cảm thấy là cái kênh này giống như dành cho mình thì lúc đó mình sẽ dễ dàng bấm đăng ký kênh hơn, đúng không? Tóm lại á, concept làm thumbnail phổ biến trong mảng giáo dục hay là hướng dẫn hay là chia sẻ thông tin á sẽ tập trung nhiều về kết quả, thành quả, lợi ích mà khán giả muốn có được sau khi học một kỹ năng nào đó hay là phương thức nào đó. Ok, đối với chủ đề về giải trí hay là vlog á thì concept làm thumbnail hoàn toàn khác luôn. Bạn hãy bỏ qua cái cách làm concept của chủ đề về giáo dục đi. Nói về chủ đề giải trí hay là vlog á, mình sẽ không tập trung về kết quả hay là thành quả gì hết, mình sẽ tập trung về cảm xúc nhiều hơn.
một cảm xúc nào đó mà khi khán giả nhìn vào thumbnail và muốn click vào thumbnail ngay luôn. Ví dụ như là hồi hộp nè, sợ hãi, lo lắng hay là tò mò về cái sự kiện trong cái video đó, đúng không? Thì họ sẽ click vào video, thường là cảm xúc tiêu cực hoặc là tích cực. Nên thường các bạn thấy là những kênh về chủ đề giải trí hay là vlog thường sẽ lấy những cái cảnh mà gây sốc và tò mò đặt lên thumbnail á, thì lúc đó sẽ làm kích thích sự tò mò, cảm xúc trong cơ thể khán giả mà muốn click vào video luôn, rất là tò mò, rất là muốn biết cái kết quả. Đó là cách mình đánh vào cảm xúc. Ok, ví dụ đầu tiên trong mạng giải trí đó là kênh của MrBeast, một kênh tầm cỡ quốc tế mà mình nghĩ là ai làm YouTube cũng biết, đặc biệt là trong mạng giải trí nha. Đối với thumbnail này, đối với video này, khi mà các bạn nhìn vào thumbnail thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đối với cá nhân mình, khi mà nhìn vào thumbnail này, mình sẽ cảm thấy là ồ, chỉ còn có 2 giây là căn phòng này nổ tung rồi, không biết là Jimmy có thoát ra khỏi không. Thì mình muốn coi cái video này để biết kết quả Jimmy sẽ xử lý như thế nào, đúng không? Đó, khi mà mình đang rảnh là mình muốn giải trí thì mình sẽ click vào video này và mình xem một cảm xúc tò mò và hồi hộp cho cái nhân vật này, đó là Jimmy. Ví dụ thứ hai là kênh của Lâm Vlog, cụ thể là trong cái video này đi phượt bằng chân. Khi vào nhìn vào thumbnail thì các bạn sẽ cảm thấy gì? Đối với mình á, mình sẽ cảm thấy rất là tò mò, không biết mấy ông này đi được bao lâu, khi mà đi bộ bằng chân, đi phượt bằng chân á, thì không biết là đi được bao nhiêu km và cuối cùng ai là người thắng cuộc. Nếu mà mình đang rảnh nào muốn giải trí thì mình sẽ bấm vào mình coi. Chốt lại là concept làm thumbnail trong mạng giải trí hay là vlog như thế này á, thumbnail mình phải nhấn mạnh về cảm xúc. Khi mà khán giả click vào video coi thì sẽ có cảm xúc gì, giống như cái ví dụ mình mới đưa ra, như vậy sẽ kích thích được khán giả click vào video hơn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề travel vlog hay là những chủ đề liên quan tới du lịch. Thì theo cá nhân mình á, chủ đề này là một trong những chủ đề khó làm nhất, khó thành công nhất và làm vất vả nhất ở trên YouTube. Đối với cái content về travel vlog này thì mình sẽ có một cái video riêng và nó xứng đáng được một cái video hoàn chỉnh. Cách lên concept trong mảng travel vlog này, nó không có concept chung hay là concept phổ biến giống như là trong mảng giáo dục hay là trong mảng giải trí. Concept trong mảng travel vlog sẽ được tạo ra từ người vlogger hay là content creator, nên nó khó thành công trên YouTube là như vậy. Mình phải tự tạo ra cái concept của mình á. Khi mà các bạn làm về travel vlog có đến đây rồi thì bây giờ làm sao? Nản quá đúng không? Nhưng mà các bạn có đến đây rồi thì mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn hai cái ví dụ, gọi là hai dạng phổ biến khi mà làm thumbnail trong mảng travel, trong mảng du lịch nha, để các bạn tham khảo. Dạng đầu tiên á, thumbnail sẽ thể hiện những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi chứ không phải đích đến, là hành trình chứ không phải đích đến. Ví dụ như một hành trình đi đến một địa điểm nào đó thì trên thumbnail không phải là thể hiện cái kết quả cuối cùng đến địa điểm đó, nhưng mà những hành trình gặp vấn đề gì, những hành trình thú vị hay là gắt gói trong cái quá trình mình đi á, mình sẽ feature cái hành trình chứ không phải là đích đến. Hai kênh là mình thấy làm rất là tốt trong cái việc mà feature hành trình chứ không phải đích đến á, đó là kênh của Khoa Bất và kênh của Challenge Me. Ví dụ như video này của Khoa Bất nói về du lịch của Ấn Độ, đúng không? Nhưng mà trong thumbnail á, Khoa Bất sẽ không feature lắm về những cái món ăn của Ấn Độ, nhưng mà Khoa Bất đã feature cái điều thú vị bỡ ngỡ khi mà mình cảm thấy là lần đầu tiên mình trải nghiệm vấn đề đó, lần đầu tiên mà mình ăn bốc bằng tay, cái điều mà thú vị trong cái hành trình chuyến đi Ấn Độ chứ không phải là cái món ăn đó, nhưng mà cái trải nghiệm của mình về cái món ăn đó. Nên ở đây cách mà Khoa Bất làm không phải để trên thumbnail là food tour Ấn Độ, không phải là ăn cùng Khoa ở Ấn Độ, mà là lấy 5 ngón tay hốt lên mà ăn. Thì đó là cách mà Khoa Bất feature cái hành trình chứ không phải là cái đích đến. Đó, cái video thứ hai là của Challenge Me. Thế các bạn có thể thấy là không phải là du lịch Cao Bằng, mà là những cái dữ kiện, sự kiện xảy ra trong hành trình đó. Và cách thứ hai là feature nhiều về đích đến chứ không phải là hành trình. Các bạn có thể tham khảo đó là kênh Khoa Lang Thang và kênh của Ninh Tito. Đó, ví dụ như kênh của Khoa Lang Thang, khi mà nhìn vào thumbnail các bạn sẽ thấy được là Khoa Lang Thang đến châu Phi và ăn cá. Ninh Tito đã đến Trung Quốc và ăn những món ăn Trung Quốc, đúng không? Đó là họ đang feature kết quả cuối cùng thay vì là feature cái hành trình giống như là Khoa Bất hay là Challenge Me. Đó là hai cách phổ biến khi mà lên concept làm thumbnail trong mảng du lịch hay travel vlog á. Và mình biết là có nhiều concept khác nữa chứ không chỉ là hai concept này. Và mình cũng đã nói rồi á, khó ở chỗ là nó sẽ không có một cái công thức chung để mình follow theo để mình thành công. Nếu mà mình follow theo concept của những người đi trước thì khó thành công trong cái mảng travel vlog là lắm. Phải có cái concept làm thumbnail và cả nội dung khác với những kênh đã đi trước rồi thì mình mới mong có cơ hội thành công được. Và mình hy vọng là với hai ví dụ mình mới đưa ra thì bạn sẽ có thêm ý tưởng để tạo ra concept riêng cho kênh của mình. Ok, và concept cuối cùng đó là video dạng storytelling. Đây là dạng video mà mình rất là thích và mình coi rất là nhiều.
Video dạng này là video kể chuyện, chia sẻ những câu chuyện cá nhân để giúp truyền động lực cho những bạn có cùng hoàn cảnh với mình. Và concept làm thumbnail cho những video dạng này á, đó là càng gần gũi với khán giả càng tốt. Khi mà khán giả nhìn vào cái thumbnail á, sẽ cảm thấy là bạn đang nói về câu chuyện của họ, sẽ cảm thấy là chính họ nằm ở trong câu chuyện của bạn và họ sẽ có xu hướng click vào video của bạn hơn. Và đây là hai cái ví dụ. Lưu ý cho mình một điều là thương hiệu cá nhân ảnh hưởng rất nhiều đến ý thức của khán giả khi quyết định click vào video của bạn. Mình ví dụ đây là kênh của Ali Abdo, hơn 5 triệu sub. Ali thường làm những content về kiếm tiền online, kinh doanh, những tip để mình học tập và làm việc hiệu quả hơn. Thì khán giả rất là yêu thích, tin tưởng và đã quen với những dạng content mà Ali làm, đúng không? Và Ali ra một cái video về đầu tư cho những người mới bắt đầu với thumbnail và tiêu đề như thế này. Thì có một cái kênh mới copy theo concept làm thumbnail của Ali và copy luôn cả tiêu đề, nội dung của Ali luôn. Thì bạn nghĩ là cái video mới đó có nhiều view giống như Ali không? Có được tương tác tốt giống như là video của Ali không? Tất nhiên là không rồi, đúng không? Vì Ali đã xây dựng tốt thương hiệu cá nhân của mình trong cái lĩnh vực chủ đề mà Ali đang làm suốt mấy năm qua. Những chủ đề về kiếm tiền, những chủ đề về đầu tư, những tip để học tập làm việc. Thì Ali đã làm rất là nhiều video những dạng chủ đề đó và khán giả đã quen, đã yêu thích và tin tưởng những video mà Ali đã làm rồi. Nếu cũng là Ali với kênh hơn 5 triệu sub đó, làm một video hoàn toàn mới, một video mà không phải là thế mạnh của Ali, một video về âm nhạc chẳng hạn, thì bạn nghĩ là cái video đó của Ali có nhiều view hơn những cái kênh mà họ chuyên về làm về âm nhạc hay không? Tất nhiên là không, đúng không? Vấn đề mình đang nói ở đây là khi mình làm nhiều video trên YouTube và mình đang có một cái ngách riêng, cái chủ đề riêng cho kênh của mình rồi thì mình càng làm về sau á, thì cái việc mình làm thumbnail càng dễ hơn. Số kênh lớn đó lúc họ cũng không có làm còn làm thumbnail nhiều lắm, tại vì gương mặt của họ là gương mặt đại diện cho cái kênh của họ rồi á, thì đôi lúc họ cũng không chú tâm quá nhiều về là vấn đề làm thumbnail đâu. Nên những concept mà mình đang nói ở đây á thì dành cho những bạn mà beginner, những bạn mà mới bắt đầu làm YouTube á, mình có thể là có một cái nền tảng follow theo để mình dễ làm khi mình bắt đầu làm YouTube. Khi các bạn kênh các bạn đã lớn và có khán giả yêu thích tin tưởng và bạn build được cái thương hiệu cá nhân trong cái lĩnh vực của bạn rồi á, thì sau này cái việc làm thumbnail của các bạn không còn quá khó nữa, không cần làm quá nhiều nhưng mà vẫn đạt hiệu quả cao. Đó là việc của mình biết cách làm thương hiệu cá nhân, đúng không? Còn đối với những bạn làm thương hiệu cá nhân sai thì sao? Khi mà các bạn đã tạo nên cái thương hiệu cá nhân không tốt trong lòng khán giả rồi á, những video của bạn toàn là những video dạng clickbait hoặc là không mang nhiều giá trị cho người xem, thì cho dù bạn làm tốt thumbnail, bạn design đẹp, bạn thiết kế một cái thumbnail rất là đẹp và đúng những theo những concept mình vừa chia sẻ, bạn biết làm SEO đi chăng nữa, thì khán giả đã định hình được trong đầu khán giả là bạn chuyên làm những content không hay. Thì cho dù bạn được lên top, cho dù bạn làm thumbnail đẹp đến đâu thì khán giả cũng không click vào video của bạn. Nên phải chú ý là mình phải làm đúng ngay từ ban đầu, thì lúc đó con đường làm YouTube của bạn sẽ càng ngày càng dễ. Lúc đầu sẽ khó nhưng mà càng về sau sẽ càng dễ. Và mình hy vọng là khi xem đến đây á, bạn đã xác định được mình nằm trong concept nào. Thì bước tiếp theo mình sẽ bắt đầu lên ý tưởng và làm demo cho thumbnail của mình luôn nha. Trong bước lên ý tưởng, mình sẽ có nơi mà mình sẽ tìm ý tưởng. Những bạn mà có khả năng sáng tạo thì có thể mường tượng trong đầu là thumbnail của mình sẽ được bố trí, được sắp xếp như thế nào đó, mình sẽ pose dáng mình như thế nào, rồi mình sẽ có những cái vật dụng gì hay là những yếu tố nào để làm thumbnail. Còn đối với những bạn mà không có yếu tố tưởng tượng hoặc là không có sáng tạo lắm, giống như tôi chẳng hạn, thì mình phải có một cái nơi nào đó để mình tìm ý tưởng. Hai nơi mà tôi hay lên để lấy ý tưởng đó là Pinterest và Pixel, và bắt đầu là gõ những cái từ khóa phù hợp với chủ đề mà tôi đang làm. Mình thường mình sẽ gõ tiếng Anh nha, thì sẽ có nhiều hình ảnh hơn. Ví dụ như là working on laptop, hay là girl working on laptop, hay là woman is sitting on the desk chẳng hạn. Thì mình sẽ có những cái từ khóa xung quanh với cái chủ đề mà mình đang làm. Website này sẽ hiện ra cho mình những cái hình ảnh rất là đẹp đó, những cô gái làm, ví dụ như chủ đề của tôi thì có những cô gái đang làm việc trên laptop thì họ sẽ có những hình ảnh mà pose dáng rất là đẹp, giống như là ngồi như thế này, nhìn như thế này, hay là cầm cái laptop như thế nào, thì mình sẽ bắt chước mình pose dáng, mình chụp như vậy, thì có những cái hình mẫu như vậy mình bắt chước mình làm theo thì sẽ dễ hơn. Đối với những bạn mà không có sáng tạo như tôi nha, đó, hoặc là mình không biết bắt đầu lấy ý tưởng từ đâu thì mình có thể tham khảo. Sau này mình đập pro rồi thì mình sẽ không cần tham khảo người nào, mình sẽ tự sáng tạo ra. Còn thời điểm này thì mình có thể tham khảo cái góc máy của người ta. Sau khi mình đã có một vài ý tưởng, mình đã tìm được một cái tấm hình mà mình cho là nó phù hợp với thumbnail của mình trong video sắp tới của mình, thì mình sẽ download về và add lên Canva. Hoặc giống như tôi là tôi làm biến download thì tôi sẽ chụp màn hình. Sau đó Canva nó sẽ tự động add lên Canva luôn. Trên Canva thì tôi sẽ làm demo, làm nhát thôi chứ không làm thiệt. Khi mà làm thumbnail thiệt á, tôi sẽ thích làm trên Photoshop hơn. Tại vì Photoshop á, sẽ có những cái tính năng nâng cao, giống như là
làm trắng răng nè, hay làm sáng, làm xa độ, những cái tính năng nâng cao mà tôi quen sử dụng hơn. Còn ở trên Canva thì tôi sẽ ưu tiên tính năng là nhanh gọn lẹ, thì tôi sẽ làm nháp, làm demo ở trên Canva. Tới bước này là cái bước mà bạn đã có cái tiêu đề cho video rồi nha. Nếu mà chưa biết viết tiêu đề như thế nào thì có thể là xem lại hai video mình nói về SEO á, thì mình đã có cách nghiên cứu từ khóa và viết tiêu đề trong hai video này. Thì bạn hãy coi hai video này thì sẽ biết. Thì lúc này á là cái bước mà mình sẽ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình. Mình sẽ lấy cái tiêu đề mà mình đã chọn rồi á, copy cái tiêu đề đó, bỏ lên khung tìm kiếm ở trên YouTube. Mình sẽ coi là với cái chủ đề này, với keyword, với cái từ khóa này á, khi lên YouTube á, thì những cái video nào xuất hiện trên top 5 ở trên tìm kiếm trên YouTube. Mình sẽ coi là trong những cái top như video này thì họ cách họ làm thumbnail như thế nào, sẽ thiết kế cái thumbnail mình khác hơn để nổi bật hơn. Thì lúc đó khi mà mình cố gắng mình lên top tìm kiếm thì mình cái thumbnail của mình nó sẽ khác biệt. Cách mình làm là mình nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và sau đó mình làm tốt hơn, mình làm đẹp hơn và nổi bật hơn. Sau khi mình đã ngâm cứu hết tất cả những cái thumbnail đang giữ top ở trên YouTube và mình sẽ mường tượng trong đầu là mình sẽ làm thumbnail như thế nào, thì bây giờ mình sẽ xác định là mình sẽ ép thêm chữ gì, hình ảnh ảnh gì để bổ trợ cho thumbnail của mình. Và lưu ý cho những bạn là muốn thêm chữ ở trên thumbnail của mình á, thì lưu ý cho mình là ngắn gọn nè, ít thôi, khoảng 3 đến 4 từ thôi, đừng có nguyên dòng nguyên câu á, thì nó dài quá, thumbnail mình nó rối quá. Ít chữ thôi, ít text thôi, và màu sắc cũng vậy. Mình đã nói rồi, tối đa khoảng 3 màu sắc thôi, đó là chữ, số lượng chữ và màu sắc là đơn giản, nhưng mà phải có ý nghĩa khi mà khán giả nhìn vào cái thumbnail cũng biết là nội dung của video là gì, chứ không phải là ép một cái từ nào nó vô nghĩa hoặc là không bổ trợ vì gì cho tiêu đề là không được. Đặc biệt là không được copy y chang cái dòng tiêu đề bỏ lên thumbnail, là cái đó là điều mà không nên làm chút nào cả, tại vì đó sẽ thumbnail mình nó quá nhiều chữ, nó phức tạp hơn và nó cũng không bổ trợ gì cho cái thumbnail của mình, mà cũng không làm cho thumbnail mình nổi bật hơn. Đó, thì lưu ý là chốt lại là cái gì? Ghi dòng chữ 3 đến 4 chữ thôi và tối đa là thumbnail mình thiết kế khoảng 3 màu sắc thôi. Nếu bạn có cái màu thương hiệu rồi thì mình sẽ ưu tiên mình bỏ cái màu thương hiệu mình vô cái thumbnail luôn. Ít chữ thôi, khoảng 3 đến 4 chữ và sẽ bổ trợ cho tiêu đề chứ không lặp lại tiêu đề. Đây chỉ là cái thumbnail nháp, là thumbnail demo cho video thôi, chứ không phải là thumbnail cuối cùng, cái final để bỏ lên up lên YouTube rồi nha. Chỉ là làm nháp thôi. Ok, sau khi có thumbnail rồi thì mình sẽ tải thumbnail này về hoặc là copy, dán vào cái kịch bản của mình.